Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 10 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, ra mắt trang web ứng tuyển làm việc tại Tòa Thánh. Giáo hội Pháp tổ chức đại hội truyền giáo và Tòa Thánh kêu gọi cấm vũ trang trong không gian. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động ơn gọi. Vào lúc 18 giờ thứ Hai, ngày 23 tháng 10, tại nhà thờ giáo xứ Dưỡng Thọ, quý cha khóa 15, dâng thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thụ phong linh mục. Chặng đường 5 năm tuy chưa dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, ước mong cộng đoàn luôn cảm thông, cộng tác và cầu nguyện cho quý cha luôn nhiệt thành phục vụ và trở nên mục tử như lòng Chúa hằng mong ước. Cũng trong ngày 23 tháng 10, cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn, chính xứ Sơn Miêng thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội đến chia sẻ kinh nghiệm mục vụ tại phân khoa thần học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Hiện diện trong buổi chia sẻ có cha Phêrô Trần Quang Diệu, đặc trách sinh hoạt của Đại chủng viện, quý khách và đông đủ quý thầy. Trong buổi gặp gỡ, ngoài những chia sẻ mục vụ thực tế tại giáo xứ, cha Phêrô còn nhắn nhủ quý thầy hãy tận dụng tối đa thời gian học tập tại Đại chủng viện. Trong thời gian đi sứ, quý thầy cần chú ý quan sát và học hỏi nơi quý cha và cộng đoàn mình được sai đến thực tập mục vụ. Liên quan đến hoạt động của giới trẻ, với mong muốn giúp các bạn trẻ tiếp bước cha ông, sống đức tin trong hoàn cảnh xã hội hiện đại và hăng say loan báo tin mừng, vào ngày 22 tháng 10, Đại hội Giới Trẻ Giáo hạt Nam Định lần thứ 6 đã được tổ chức tại giáo xứ Vĩnh Trị với chủ đề Tuổi Trẻ Sống Chứng Nhân Đức Tin với hơn 1.000 bạn trẻ trong và ngoài giáo hạt tham dự. Trong ngày đại hội, các bạn trẻ được lắng nghe chia sẻ của cha đặc trách giới trẻ Tổng Giáo Phận Francisco Xavier Trần Truyền Giáo về ước mong các bạn trẻ sẽ được gặp gỡ Đức Kitô mà biến đổi cuộc đời mình. Đặc biệt, các bạn đã được gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của gia đình anh Anton Trần Văn Tiên về sự tin tưởng đầy sắc tín vào Chúa mà anh và gia đình đã vượt qua biết bao khó khăn thử thách và đón nhận hoa thơm trái ngọt của lòng thương xót Chúa. Để từ đó, các bạn trẻ cũng nhận thức hơn trách nhiệm cũng như vai trò của bản thân khi là những người trẻ công giáo trong công cuộc truyền giao tin mừng. Liên quan đến việc lãnh nhận bí tích khai tâm, Chúa Nhật ngày 22 tháng 10, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn về dâng thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 142 em thiếu nhi tại nhà thờ giáo xứ Thạch Bích. Ước mong khi được lãnh nhận hồng ân cao quý này, các em sẽ được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần để sống triền nở hơn về đời sống đức tin của mình. Liên quan đến hoạt động thể thao, sáng thứ Hai, ngày 23 tháng 10, quý cha trong đội cầu lông Tổng Giáo Phận Hà Nội và quý cha thuộc giáo phận Phát Diệm đã quy tụ về nhà thi đấu thể thao tỉnh Hà Nam tham dự chương trình giao lưu cầu lông và bóng bàn. Hiện diện trong ngày thi đấu hôm nay có 4 cha quản hạt và hơn 60 linh mục đến từ hai giáo phận Hà Nội và Phát Diệm. Sau ít phút gặp gỡ đầu giờ, các trận giao lưu cầu lông và bóng bàn được diễn ra hết sức quyết liệt trong tinh thần huynh đệ. Quý cha đã cống hiến cho khán giả những đường cầu, đường bóng hết sức đẹp mắt với những kỹ năng điều luyện. Nhưng hơn hết đó là niềm vui, tiếng cười của ngày gặp gỡ gắn kết tình huynh đệ trong tinh thần hiệp hành của giáo hội. Trong dịp này, quý cha tại giáo hạt Phủ Lý cũng tổ chức họp thường niên tháng 10. Ra mắt trang web ứng tuyển làm việc tại Tòa Thánh. Bộ Kinh tế Tòa Thánh mới đây ra mắt một trang web mới để chấp nhận đơn xin việc của giáo dân muốn ứng tuyển vào các vị trí trống tại Tòa Thánh. Trang web có tên Work With Us, tạm dịch, làm việc với chúng tôi. Trước nay, các nhân viên là giáo dân được tuyển vào các cấp khác nhau của Tòa Thánh đều được lựa chọn dựa trên những sơ yếu lý lịch có sẵn. Nhưng từ giờ trở đi, mọi người có thể trực tiếp ứng tuyển vào các vị trí còn trống hoặc sắp trống. Tổng thư ký Bộ Kinh tế Tòa Thánh Maximino Cabellaro Ledo cho biết mục đích của hành động này là để đổi mới và thực hiện sứ mạng của Tòa Thánh. Vì vấn đề nhân sự luôn là một trong những vấn đề phức tạp nhất cần được cải thiện, chúng tôi cần những người có năng lực, có động lực phù hợp và trên hết là ý thức đạo đức, ông nói. Làm cách nào để một giáo dân có thể làm việc tại Tòa Thánh và có những vị trí nào? Để trả lời cho những câu hỏi này, Giám đốc Nhân sự Luis Herrera của Tòa Thánh cho biết mọi người có thể ứng tuyển công khai thông qua trang web. Tất cả thông tin về các vị trí còn trống và trình độ chuyên môn cần thiết của ứng viên sẽ được công bố tại đây. Bất kỳ ai quan tâm đều có thể gửi đơn. Bằng cách này, Tòa Thánh có thể tiếp cận được tất cả mọi người, đặc biệt là những người quan tâm và có nhu cầu. Trang web mới của Bộ Kinh tế, ngoài thông tin về chức năng và quy trình ra quyết định của Bộ,
còn trình bày minh bạch các quy tắc kiểm soát, giám sát các vấn đề kinh tế và tài chính, cũng như các quy tắc giám sát vấn đề hành chính. Giáo hội Pháp tổ chức Đại hội Truyền giáo. Tại Đền Thánh Đức Mẹ, trong những ngày này, Hội đồng Giáo lý và Dự tòng của Giáo hội Pháp tổ chức Đại hội Truyền giáo để thảo luận về những thách đố truyền giáo ngày nay. Cuộc gặp gỡ này quy tụ khoảng 2.700 tham dự viên, 35 giám mục. Đồng thời là giai đoạn thứ hai của phương pháp Kerygma đã được khởi xướng vào tháng 10 năm 2022 theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco đặt tất cả mọi hoạt động loan báo tin mừng trên Kerygma. Đây là thuật ngữ chỉ nội dung chủ yếu của đức tin vào Chúa Giêsu Kitô được các tín hữu tiên khởi loan báo và truyền lại cho những người chưa tin. Trong một năm qua, 86 nhóm đã thực hiện các bước tìm hiểu về hiện trạng truyền giáo ở các giáo phận. Trong 4 ngày qua, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10, với mục tiêu thổi sức sống mới vào công cuộc truyền giáo ở Pháp, trước một xã hội ngày càng tục hóa, mọi người đã tham dự các bàn tròn và hội thảo về tình hình truyền giáo của Pháp và các nền tảng của Kerygma. Nhận định về sự kiện này, Giám đốc Viện Cao học Mục vụ Giáo lý và Giáo sư Thần học Giáo lý tại Học viện Công giáo Paris, Isabelle Morel, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi về các phương pháp truyền tải đức tin ngày nay, đồng thời nhấn mạnh sự gia tăng số người lớn được rửa tội trong năm 2023. Đối với số tân tòng gia tăng trong những năm qua, bà Isabelle Morel giải thích, năm nay số tân tòng tăng thêm 1.000 so với năm 2022. Việc gia tăng thể hiện ở tất cả các giáo phận, vì thế theo bà giám đốc, giáo hội đang đi đến với những thế hệ chưa lãnh nhận bí tích rửa tội khi còn bé, những người đương thời khao khát tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Mặc dù số người công giáo giảm, nhưng nhìn từ phía các dự tòng có thể thấy những dấu hiệu khác của sức sống và sự năng động của giáo hội Pháp. Từ đây cần phải đặt các câu hỏi về phương pháp, kỹ thuật truyền tải tin mừng. Điều này có nghĩa là các nhà xã hội học có thể không tính số người công giáo theo cách đếm số người tham dự thánh lễ Chủ nhật. Tòa Thánh kêu gọi cấm vũ trang trong không gian. Đức Tổng giám mục Gabriele Cacca, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, kêu gọi Liên Hiệp Quốc cấm chạy đua vũ trang trong không gian để bảo vệ bản chất hòa bình của không gian, chống lại xu hướng quân sự hóa ngoài vũ trụ. Liên quan đến sự giải trừ vũ trang và những vấn đề an ninh quốc tế, đặc biệt là các biện pháp giải trừ vũ trang ngoài vũ trụ, trong bài tham luận hôm 19 tháng 10 vừa qua tại Ủy ban thứ nhất thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Cacca nhận xét rằng không kể hiệp ước ngoài vũ trụ cấm đặt các vũ khí tàn sát tập thể trong không gian bên ngoài và trên các thiên thể, việc cấm sử dụng khu vực ngoài vũ trụ này vào các mục tiêu quân sự là điều tương đối không được kiểm soát. Viễn tượng này có nguy cơ đưa tới sự chạy đua vũ trang. Vì thế, Đức Tổng giám mục Cacca tái khẳng định tầm quan trọng của sự bảo tồn bản chất hòa bình của ngoài vũ trụ, đồng thời cảnh giác chống lại việc quân sự hóa không gian bên ngoài. Ngài kêu gọi Ủy ban đặc nhiệm của Liên Hiệp Quốc ủng hộ những nỗ lực loại trừ sự thử nghiệm trực tiếp việc phóng lên những tên lửa chống vệ tinh, đồng thời nhắc lại sự lên án của Tòa Thánh đối với mọi khát vọng nới rộng các vũ khí và các khả năng quân sự tới không gian ngoài vũ trụ. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Cacca kêu gọi Ủy ban đặc nhiệm của Liên Hiệp Quốc quay trở lại mục tiêu chính là giải trừ vũ khí toàn diện và hoàn toàn dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của quốc tế. Chuyên mục Câu chuyện gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, không có gì cao trọng và ý nghĩa cho bằng tình thân trong gia đình. Vì thế, hãy yêu thương và chăm sóc cho những người thân trong gia đình hàng ngày trong cuộc đời bạn. Bạn có thể nghĩ điều bạn làm chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đối với người đó, nó có thể mang ý nghĩa rất lớn. Những mối liên hệ được hình thành có thể sẽ kéo dài, nhưng nó vẫn cần được nuôi dưỡng bởi tình yêu và sự chăm sóc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết thật cảm động với tựa đề Tình chị em dưới đây của Linh Mục Mông Phò Phạm Quốc Huyền. Tôi sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh vùng núi. Hàng ngày, bố mẹ tôi đi cày thuê. Một ngày kia, tôi muốn mua một chiếc khăn tay, chiếc khăn mà dường như mọi thiếu nữ đều có. Vì vậy, tôi đã lấy cắp 20.000 đồng trong ngăn kéo của bố tôi. Ông phát hiện ngay số tiền bị mất. Ai đã lấy cắp tiền? Ông hỏi Cường, em trai tôi và tôi. Tôi sững sờ và quá sợ đến nỗi không thể nói được. Không ai lên tiếng nhận tội, vì thế bố tôi nói, nếu không ai nhận thì cả hai sẽ bị phạt. Bất thình lình, em trai tôi nắm lấy tay bố tôi và nói, bố ơi, con là người đã làm điều đó,
Em Cường bị la mắng và bị phạt thay cho tôi. Nửa đêm tôi òa khóc. Cường dùng tay bịt miệng tôi và nói: "Chị à, đừng khóc nữa, mọi việc đã xong rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên việc em trai tôi chịu tội thay cho tôi. Năm đó em tôi 8 tuổi, còn tôi 11 tuổi. Tôi vẫn còn giận bản thân vì đã không có đủ can đảm để nhận lỗi đã phạm. Nhiều năm qua đi, nhưng câu chuyện vẫn như mới xảy ra hôm qua." Khi học xong năm cuối của trường cấp 2, Cường được nhận vào học trường cấp 3 của tỉnh. Cùng lúc đó, tôi thi đậu vào đại học. Tối hôm đó, tôi nghe bố tôi nói với mẹ tôi: "Cả hai đứa nhỏ đều học giỏi đúng không?" Mẹ tôi gạt nước mắt, thở dài và nói: "Điều đó có ích gì? Chúng ta làm thế nào kiếm đủ tiền để lo cho cả hai đứa ăn học?" Lúc đó, em trai tôi đến trước mặt bố tôi và nói: "Bố ơi, con không muốn tiếp tục học nữa, con đọc sách đã đủ rồi." Bố tôi giận dữ nói: "Tại sao con lại yếu đuối như vậy? Ngay cả khi bố phải đi ăn xin, bố cũng sẽ gửi cả hai con đi học cho đến nơi đến chốn." Sau đó, ông đi gõ cửa từng nhà trong làng để vay tiền. Tôi nói với em tôi: "Em là con trai nên em phải tiếp tục việc học. Nếu không, em sẽ không thể vượt qua sự nghèo túng này mà chúng ta đang phải chịu. Đồng thời, tôi đã quyết định không tiếp tục học đại học nữa." Không ai biết rằng, tối hôm sau, em trai tôi đã bỏ nhà ra đi với mấy bộ quần áo cũ và ít lương khô. Em để lại tờ giấy trên gối của tôi: "Chị ơi, thi đậu trường đại học không phải chuyện dễ dàng. Em sẽ tìm được việc làm và em sẽ gửi tiền cho chị." Tôi đã cầm lấy tờ giấy và khóc òa lên. Với số tiền bố tôi vay mượn của cả làng và số tiền em trai tôi kiếm được từ việc bốc vác xi măng, tôi đã học đến năm thứ ba đại học. Năm đó, em tôi 17 tuổi, còn tôi 20 tuổi. Một ngày nọ, khi tôi đang học trong phòng của tôi, người bạn cùng phòng bước vào và bảo tôi: "Có một người công nhân đang chờ bạn." Tôi bước ra ngoài và tôi gặp em trai tôi. Quần áo em tôi bị phủ đầy bụi, xi măng và cát. Tôi hỏi em tôi: "Tại sao em không nói với người bạn cùng phòng của chị rằng em là em trai của chị?" Cường mỉm cười và trả lời: "Hãy xem vẻ ngoài của em, họ nghĩ gì nếu biết rằng em là em của chị? Họ sẽ cười chị mất." Tôi xúc động và nước mắt chảy đầy mặt. Tôi phủi bụi khỏi áo quần của em tôi và bảo em: "Chị không để ý đến điều người ta nói. Em là em của chị, dù vẻ ngoài như thế nào đi nữa." Cường rút ra một cái kẹp tóc hình con bướm. Em cài nó lên mái tóc tôi và nói: "Em thấy các thiếu nữ ngoài tỉnh đều cài nó. Em nghĩ chị cũng phải có một cái." Tôi đã ôm lấy em tôi và bật khóc. Năm đó, em tôi 20 tuổi và tôi 23 tuổi. Sau khi tôi lấy chồng, tôi sống ở thành phố. Nhiều lần chồng tôi mời bố mẹ tôi đến sống với chúng tôi, nhưng họ không muốn. Họ nói khi họ rời bỏ ngôi làng, họ không biết phải làm gì. Em trai tôi đồng ý với bố mẹ. Em nói: "Chị ơi, chị chỉ cần chăm sóc cho bố mẹ chồng thôi, em sẽ chăm sóc cho bố mẹ ở làng." Chồng tôi vừa trở thành giám đốc nhà máy, chúng tôi mời em Cường làm quản lý cho nhà máy. Nhưng em tôi từ chối, em muốn làm một người thợ trong nhà máy thôi. Một ngày kia, em tôi bị điện giật khi đứng trên một cái thang để sửa đường dây điện và được đưa đến bệnh viện. Chồng tôi và tôi vào bệnh viện để thăm em. Nhìn thấy cái chân bị bó bột của em, tôi cáu nhàu: "Tại sao em không chịu làm quản lý nhà máy? Người quản lý sẽ không chịu những nguy hiểm như thế này. Bây giờ, hãy nhìn xem, em đang đau khổ vì một vết thương nghiêm trọng. Tại sao em không nghe lời anh chị?" Với vẻ mặt nghiêm túc, em tôi bảo vệ quyết định của mình và nói: "Hãy nghĩ đến anh rể. Anh vừa trở thành giám đốc, nếu em là một người học vấn kém lại trở nên quản lý thì dư luận bàn tán như thế nào?" Chồng tôi ứa nước mắt và tôi nói: "Nhưng em bỏ học sớm chỉ vì chị." "Tại sao chị lại nói về quá khứ?"
Em nói và cầm lấy tay tôi. Năm đó em trai tôi 26 tuổi và tôi 29 tuổi. Em trai tôi 30 tuổi khi em cưới một cô gái trong làng làm vợ. Trong đám cưới, khi có người hỏi em trai tôi, ai kính trọng và yêu thương ai nhất? Không cần suy nghĩ, em trai tôi trả lời, chị gái của tôi. Ngay trong phòng tiệc cưới, Cường kể lại một câu chuyện mà tôi không còn nhớ nữa. Khi tôi học tiểu học, trường học ở một làng khác, hằng ngày, chị tôi và tôi phải đi bộ khoảng 2 tiếng đồng hồ để đi học và về nhà. Một ngày kia, vào mùa đông, trời rất lạnh, tôi đánh mất một chiếc găng tay. Chị tôi đã đưa một chiếc găng tay của chị cho tôi. Chị chỉ đeo một chiếc găng tay và đi bộ về nhà. Khi chúng tôi về đến nhà, tay chị run rẩy vì quá lạnh. Chị không thể cầm đôi đũa được. Từ ngày đó, tôi thề rằng bao lâu còn sống, tôi sẽ chăm sóc cho chị tôi và luôn làm điều tốt cho chị. Em kể xong, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng tiệc. Mọi người khách đều quay hướng về tôi. Tôi nói, trong cả cuộc đời tôi, người mà tôi cảm ơn nhiều nhất là em trai tôi. Và trong dịp hạnh phúc này của em tôi, trước đám đông, dòng nước mắt lại tuôn chảy trên mặt tôi. Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại.